Chào quý vị. Đến với buổi nhận định thị trường ngày mùng 7 tháng 8. Hôm nay đấy, tôi xin chia sẻ về nhận định thị trường trong phiên của VN-Index trong phiên ngày mùng 7 tháng 8 và chia sẻ một số phương hướng đầu tư trong thời gian tới. Đầu tiên về cái tình hình diễn biến chỉ số trong phiên hôm nay thì chỉ số VN-Index đã có một phiên hồi phục tiếp theo là phiên thứ hai sau một cái đợt tăng giảm giá mạnh về giai đoạn trước. Thì nhìn vào đồ thị thì mình có thể thấy là cái sau một cái phiên giảm giá gần 50 điểm thì VN-Index đã có một phiên hồi, hai phiên hồi, và hiện tại là cái vùng giá của VN-Index cũng đang về sát là cái vùng mà trước khi VN-Index rơi. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái đồ thị VN-Index thì VN-Index vẫn đang nằm trong cái theo trend ngắn hạn. Thì hiện tại khi về cái vùng hỗ trợ 200 là vùng 1203 thì VN-Index vẫn phản ứng khá là tốt so với giai đoạn trước, thì cũng là về vùng 1203 và tạo vùng 200 là vùng dưới 1180, quanh vùng 1180 thì VN-Index cũng hồi phục và tạo đáy đi lên đấy. Thì trong phiên nay thì cái số mã tăng vẫn áp đảo là trên 228 mã, số mà giảm là 182 mã và có thay đổi là 16%, mà tức là cái thị trường cũng tăng với cái lượng số lượng điểm tăng điểm cũng khá là tốt so với các phiên hồi phục trước đấy. Nhưng mà những cái phiên hồi phục yếu thì cái lượng tăng điểm này rất là thấp và nó chỉ phụ thuộc vào một số cái mã lớn là chính thôi. Thì ở đây mình có thể thấy theo dõi cái ngành mà có cái giá trị giao dịch tăng mạnh trong phiên này là Vinhome hoặc là VNE, là cái ngành hai cổ phiếu của cái có liên quan đến tập đoàn Vingroup. Thì VHM thì có thông tin là đã được mua lại 370 triệu cổ phiếu, thì khả năng là cái khối lượng giao dịch này nó sẽ là được giao dịch thỏa thuận, và bên thỏa thuận có thể là một cái đối tác của Vinhome để họ bán ra cái lượng cổ phiếu sau một thời gian mà đầu tư không được tốt lắm thì họ bán ra, thì công ty của Vinhome thì mua lại. Thì cái deal này thì nó thường xảy ra, hồi xưa thì nó xảy ra rất là nhiều, nhưng mà Vinhome ở cái vùng giá cao, hồi xưa Vinhome có ở giai đoạn vùng 70-80 thì rất hay có những giai đoạn thỏa thuận này. Thì bản chất của cái việc này là đối tác họ cho vay tiền đấy, với bằng cách là họ mua cổ phiếu và sau đấy họ sẽ thực hiện bán và hưởng cái chênh lệch thôi. Còn khi một cái thời hết hạn vay thì phải điều kiện bán lại cho Vinhome. Đây cũng coi như một khoản đầu tư, tuy nhiên là cái khoản đầu tư này nếu mà so về cái giá trị so với thời điểm mua thì nó cũng không được tốt cho lắm. Thì về tác động của chỉ số thì cũng Vinhome và VRE cũng là một những hai mã mà ảnh hưởng tới VN-Index khá nhiều. Thì ở đây ta có thể thấy là Vinhome và VRE thì sẽ đóng góp khoảng gần 3 điểm và mức độ tăng của chỉ số là khoảng 5,6 điểm. Các mã trụ thì đóng góp thêm là mã GAP cũng ảnh hưởng rất mạnh tới chỉ số. Ngoài ra còn có mã GVR, GVR cũng là một cái mã mà tăng trở lại khá là tốt so với VN-Index. Thì đây, GVR thì còn tăng tốt hơn, tức là cái phiên mà giảm điểm 40 điểm ấy thì GVR rơi về đây. Sau cái phiên hôm qua thì thị trường hồi phục thì GVR cũng nhẹ thôi, sau đấy là sẽ vượt luôn cả cái được điểm giảm lần trước, chứng tỏ là VR ở giai đoạn này khá là mạnh. Mà tác động mã gas cũng y hệt vậy, tức là mã gas cũng là có cái phiên giảm điểm vào cái phiên 50 điểm giảm mạnh, là tăng là giảm thị trường thôi, sau đó thì cũng hồi phục, và bây giờ cái hồi phục nến này đã vượt qua cái giảm lần trước, chứng tỏ là gas cũng là một cái cổ phiếu khá là mạnh. Nếu anh chị đầu tư mà hiện tại mà chưa có cái mã đầu tư phù hợp thì cũng có thể xem xét hai mã này, thì nó cũng khá là tốt và rủi ro cũng không ở mức cao, khi mà cái mức độ mạnh so với VN-Index là mạnh hơn. Còn riêng về Vinhome thì nó có cái thỏa thuận thì sẽ có một cái gap, trước đấy thì Vinhome chỉ ở mức bình thường thôi và giảm liên tục. Thì xét về Vinhome thì mình có thể theo dõi cái những cái phiên mà Vinhome mà tăng mạnh với khối lượng lớn thì trước đây ấy, dạng trước đây ấy, thì xem các phiên đây thì
thì sẽ Vinhomes sẽ thường tăng được thêm một phiên nữa vào bắt đầu làm điểm đấy, thì có thể theo dõi lịch sử này, những cái phiên mà khối lượng Vinhomes ở mức cao ấy, thì nó sẽ thường duy trì chỉ được đổ đến T cộng hai khi cái lượng hàng của cái phiên này ấy, mua vào và đi về, sau đấy là cái lực bán nó lại đổ ra và nó giảm dần. Đó, thể theo dõi của vào các ngày là ngày 19 tháng 2 này, ngày 28 tháng 12 năm 2023 này, 19 tháng 2 này, đây đều những cái phiên mà cái khối lượng giao dịch tăng đột biến mà cũng có cái lượng tăng điểm tốt, thì sau đấy thì cũng chỉ được T cộng 2. Hiện tại thì tương tự như vậy, thì khả năng thì nếu mà theo lịch sử thì Vinhomes chỉ có thể là tăng được T cộng 2, thì nó cũng sẽ là có hỗ trợ cho VN-Index. Nếu mà tăng ở cái phiên ngày mai chẳng hạn thì cũng sẽ hỗ trợ VN-Index được khoảng 1-2 điểm gì đấy. Thì sau đấy thì nó sẽ tạo lên cái áp lực khi mà Vinhomes quay ngược trở lại giảm điểm. Thế thì mình điều chú ý là khi mình bắt đáy thì mình phải chú ý là khi mà cái phiên ngày mai nếu mà thị trường có mức tăng điểm mạnh đầu phiên thì mình chưa nên thực hiện mua ngay, và mình có thể canh các nhịp chỉnh. Nhưng cái việc Vinhomes điều chỉnh lại thì nó ảnh hưởng tác động đến chị điều kiện thị trường, thì mình có thể có những cái mức giá tốt hơn đấy về đầu tư Vinhomes. Còn nếu mà anh chị đã mua Vinhomes chết đinh thì về cái game này thì chủ yếu là chết đinh thôi, còn về cái giá bán của giá mua của Vinhomes thì hiện tại là chưa tiết lộ. Thông thường thì nếu mà theo giá bán bình thường nó sẽ có quanh quanh cùng khoảng khoảng 15% so với giá của cái hiện tại, thông thường là 15% của so với giá mà trước đấy Vinhomes đã từng thỏa thuận lại. Thì thường ở giai đoạn trước thì Vinhomes thỏa thuận là quanh cái vùng 40 đến 42, thì có khả năng là Vinhomes có thể là lên được cái vùng đấy. Tất nhiên cái phương án của phát hành của mua lại cái lượng phát hành của Vinhomes thì mới là ở trên cái phương án mà trình ra cho ủy ban, nó còn còn mua bán như thế nào thì vẫn chưa có tiết lộ. Đấy thì cái đây là cái kỳ vọng của nhà đầu tư thôi. Nhà đầu tư kỳ vọng Vinhomes sẽ được thỏa thuận với mức giá cao thì nhà đầu tư sẽ mua vào rất là mạnh ở giai đoạn này. Còn cái chiều chiều cái bán ra thì mình có thể để ý là cái nhà thương ngoại thì bán ra rất là mạnh ở Vinhome. Là Vinhome giao dịch 36 triệu thì nhà đầu tư ngoại đã bán tới tầm khoảng gần 20 triệu, cũng chiếm một nửa thanh khoản. Đấy thì hôm nay Vinhome giảm chủ yếu, và các mã còn lại như Hòa Phát trong phiên 30 thì đều bị bán do cái ấy, xu hướng rút vốn của nhà đầu tư ngoại trong thời gian gần đây thì đa phần là rút ở các chứng chỉ quỹ, và trước chứng chỉ quỹ thì nó thường là đầu tư vào các mã ở trong VN 30 và là chính, thì các mã đây các trong hầu hết là trong VN 30 rồi nó sẽ bị bán ngoài bán mạnh. Thì khối tự doanh thì trong cái phiên hôm qua thì cũng bán dòng nhẹ thôi. Nếu ở đây thì nước ngoài bán mạnh thế này thì khả năng là nhà đầu tư cá nhân trong phiên này hôm nay cũng mua vào một lượng khá là lớn, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước. Về thanh khoản hôm nay thì thanh khoản hôm nay cũng vẫn duy trì ở cái mức thấp thôi, và hôm nay là do cái giá trị giao dịch cũng có đóng góp từ Vinhome là đột biến. Vinhome là 36 triệu là tương ứng với khoảng là hơn 1.000 tỷ. Nếu mà trừ cái phần của Vinhome ra thì cái phần khối lượng giao dịch nó chỉ ở quanh quanh ở vùng này thôi, tức là nó cũng thấp hơn của phiên hôm qua. Cái điều này cái thể hiện là cái phiên hôm nay hồi phục thì nó cũng không được quá mạnh. Nếu mà khi mà thị trường tạo đáy ấy, anh chị có thể để ý là khi mà biến đấy tạo đáy và đi lên dần dần thì cái khối lượng giao dịch ấy, thì nó sẽ tăng 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 một cách từ từ đều đều và có xu hướng đi lên. Còn nếu mà có xu hướng giảm trong một hai phiên thì của nó cũng chưa chưa chắc là nó đã ở vùng đáy luôn, nó thể hiện là tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư thôi. Xét về cái đường MA200 hỗ trợ chỉ số thì mình có thể theo dõi dõi lịch sử ấy. Từ hồi xưa đến giờ ấy, thì đường MA200 luôn là cái đường hỗ trợ khá là mạnh với chỉ số. Đây thông thường thì khi mà về vùng MA200 chẳng hạn như là cái đường màu vàng ấy, theo dõi màu vàng
Đấy, trừ những cái giai đoạn mà giảm sâu ra thì những cái giai đoạn mà VN-Index về một đường và 200 thì thường có hỗ trợ và hồi phục lại một chút. Ví dụ như cái giai đoạn tháng tháng 11 năm 2023 với điều kiện thị trường nó không có nhiều biến động mạnh thì VN-Index cũng về MA200 và hồi phục. Đấy. Sau đấy thì có hồi phục lên cái đường mà đường MA50, MA20 xong thì mới rơi. Nếu mà VN-Index giả dụ mà có tạo đáy ở giai đoạn này là vùng MA200 và quanh 1203 thì cái điểm kháng cự tiếp theo nó sẽ là theo đường MA20, thì nếu mà kéo xuống thì chúng ta có thể thấy là cái đường kháng cự tiếp theo nó ở quanh quanh vùng 1230, quanh vùng 1230 thì gần là cái điểm kháng cự tiếp theo. Thì đến đấy thì nếu giả dụ VN-Index có tăng thêm khoảng trong giai đoạn tới thì đến cái vùng tiếp theo thì anh chị nên chú ý là cái giai đoạn đến vùng kháng cự thì mình phải xem cái phản ứng của thị trường. Nếu mà thấy vùng kháng cự chẳng hạn thì cái giai đoạn kháng cự đây cũng là hồi phục từ MA200 này là vọt lên được kháng cự và vọt mạnh với khối lượng lớn thì lúc đấy thì VN-Index sẽ quay trở lại cái trend tăng đấy. Còn nếu mà yếu không vượt qua được cái đường MA50 thì đây thể hiện một cái nến giảm, cái chạm MA50 đây thì ngay lập tức là thị trường nó sẽ bị giảm, và lần tiếp theo khi mà về MA200 thì MA200 sẽ không hỗ trợ mạnh nữa mà nó xuyên thủng còn vùng MA200. Về chỉ số VN-Index thì hiện tại VN-Index vẫn đang theo cái mô hình của nêm giá thì em có cập nhật trong các zoom nhận định, thì hiện tại thì VN-Index ấy, thì vẫn đang về cái đúng cái vùng hỗ trợ thôi và đang có xu hướng hồi phục lại. Điều này cũng là bình thường thôi, khi tới những cái ngưỡng hỗ trợ thì cái lực mua có tăng lên thì VN-Index sẽ có nhịp hồi phục, và để hồi phục vượt qua là cái vùng kháng cự như em nói lúc nãy thì VN-Index mới đi vào một cái xu thế trend tăng mới. Nên ở giai đoạn này những cái nhà đầu tư mà sử dụng phân tích kỹ thuật chẳng hạn thì có thể là đã bắt đáy vào khi mà VN-Index về vùng MA200 rồi. Tuy nhiên thì cái lực mua thì chưa có thể mạnh ngay được do là VN-Index vẫn là trong một cái trend giảm. Nhưng mà trong một trend giảm thì nói chung là các mã cổ phiếu thì đều rất là khó mà tăng được, nhất là các dòng cổ phiếu như là midcap thì mình có thể để ý cái dòng midcap chẳng hạn. Đây, những cái dòng dòng midcap như là dòng thị chứng khoán chẳng hạn thì việc hồi phục nó cũng chỉ là nhẹ nhẹ thôi, cũng tăng chứ không không quá mạnh. Đây thì cái tốt cổ phiếu công ty chứng khoán này chỉ thấy thì cái phần tăng giá cũng không quá là mạnh lắm, thì thông thường khi mà vào tăng giá thì những cái cổ phiếu này nó sẽ tăng khoảng ít nhất là từ 3% trở lên. Đấy. Hay bất động sản cũng là dòng mà một tự lượng vốn đầu tư trong thời gian vừa qua thì cũng không có thấy hồi phục quá nhiều. Đấy, mình xem về cái các cổ phiếu bất động sản chẳng hạn như là bất động sản DG chẳng hạn thì đồ thị nó cũng chỉ là đang ở vùng tạo đáy thôi. Đấy, về xem cái chỉ số đường MA thì hầu hết các đường MA đều đã bị xuyên thủng hết rồi. Tương tự như là cổ phiếu của PDR. Đấy, thì cũng đang là trong quá trình và tạo đáy thôi. Để mà tạo đáy đi lên thì cần phải vượt qua cái đường thấp nhất là cái đường MA20 thì lúc đấy dòng tiền mới bắt đầu sẽ vào mạnh, cổ phiếu mới có cơ hội hồi phục mạnh lên trong thời gian tới. Một dòng cổ phiếu cũng tác động đến thị trường trong thời gian vừa qua là dòng công nghệ thì đứng đầu là FPT. FPT thì cũng vẫn đang duy trì được cái giá ở trên đường MA200. Tuy nhiên là cái giá thì cũng đã thủng cái vùng MA20 vùng MA50 trong ngắn hạn. Đó ở cái giai đoạn này thì mà FPT cần phải vượt quay lại cái vùng MA20 tức là khoảng 25, trên vùng 25 thì FPT mới quay lại nhịp tăng được. Trong xu hướng thì hiện tại vẫn là đang chiều xuống, FPT vẫn là trong sẽ chiều xuống. Đây là khi hồi phục thì xu hướng chung thì mình vẫn là canh hồi phục mình hạ thôi. Để mình xem xét những điểm kháng cự ở trên này chẳng hạn. Nếu mà FPT không vượt qua được thì sẽ phải hạ bớt. Các cổ phiếu đi kèm theo là CMG chẳng hạn có biến động tương tự LC trong ngành hả, thì đa phần đều có tương tự. Tuy nhiên ở giai đoạn trước thì những cái mã cổ phiếu này nó được kéo lên một cách nóng từ dòng tiền đầu cơ thì lần này hầu hết đã quay lại cái vùng mà trước đây đi lên.
đấy thì những mã này nó cũng sẽ là rủi ro, nếu mà khi thị trường giảm điểm tiếp thì nó sẵn sàng có thể xuyên thủng cái vùng này cũ đấy, do cái lực mà margin và bán tháo của nhà đầu tư ấy, thì sẽ là thường nó sẽ có quá đà. Thường trên thị trường tâm lý nhà đầu tư thường sẽ bị ảnh hưởng vào tâm lý quá đà và cái lượng margin nên thường có thể là xuyên qua khỏi giá trị thật một chút. Dòng tiếp theo là dòng dầu khí thì cũng đang ở cái giai đoạn yếu và đang trong quá trình tạo đáy thôi, các lượng hỗ trợ Nga thì đã bị xuyên thủng hết rồi. Đầu tư ngắn hạn thì nó khó, chỉ riêng mã ga là trong nói mã ga lúc này thì nó đang ở trên các cái vùng mà 200 rồi thì đầu tư vẫn là khá là ok. Còn BVD, BVS chẳng hạn thì như BVD thì đã thủng hết các đường hỗ trợ rồi, BVS này có BVT thì vẫn đang ở trên vùng mà 200, tuy nhiên thì vẫn đang ở trong trên giảm thôi. Còn xét về dòng chứng khoán thì có một số cổ phiếu tiêu biểu như là VSA thì cũng đang là thuộc vùng hỗ trợ. VCI cũng vậy, và có ở đây có một số cổ phiếu có biến động tăng tốt hơn như là FTS. FTS hay là ta chẳng hạn. Đấy thì đều có mức tăng trưởng đang hồi phục lại vùng 200 thì chị nên chú ý những cái mã này. Nó là sẽ cơ hội đầu tư khi mà nó vượt hẳn cái vùng 200 thì là lúc đấy luồng tiền nó lại sẽ vào mạnh vào vượt khỏi trên giảm. Bé ta chẳng hạn thì đang ngắn hạn đang vượt cái khỏi cái trên giảm rồi, thì cũng là một cổ phiếu đầu tư đáng chú ý trong giai đoạn tới khi nếu mà chị thích dòng chứng khoán. Khoán cũng có MBS chẳng hạn, MBS cũng là một cái mã ở trên đang ở trên vùng mã 200, tuy nhiên là vẫn chưa vượt được qua cái vùng mã 20, nên là cái giai đoạn này thì giá của MBS thì cũng không quá là mạnh, nên có hồi phục, tuy nhiên là hồi phục cũng khá mạnh đấy, tuy nhiên là để mà tăng tiếp thì chưa thấy động lực mấy, thì hiện tại sẽ MBS sẽ đi ngang một chút. Đấy là em vừa chia sẻ sơ qua một số nhóm ngành. Còn về kịch bản của VN-Index sắp tới thì trong thời gian tới VN-Index sẽ có xu hướng là test lại vùng mà 200 một lần nữa. Thế giai đoạn trước thì anh có thể để ý là các cái vùng về vùng mà 200 thì hầu hết đều có những cái phiên test lại vùng mà 200. Thế chỉ để những cái phiên đấy nếu mà mà 200 không thủ ở trong khoảng 2 3 phiên tới thì là cơ hội đầu tư ngắn hạn. Còn nếu là để đầu tư với tỷ trọng cao thì anh chị nên chờ khi mà VN-Index vượt hẳn qua cái vùng trên giảm thì anh chị đầu tư sẽ là có hiệu quả hơn. Đối với anh chị mà đã kẹp cổ phiếu chẳng hạn thì có thể canh các nhịp hồi và chuyển dịch các cổ phiếu từ các cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh kém sang dần các cổ phiếu tốt hoặc là các cổ phiếu trụ mà đã có mức hồi phục tốt trở lại. Đấy thì sẽ là giảm thiểu được rủi ro. Nếu giả dụ VN-Index có lên xuyên thủng vùng với vùng mà 200 thì cái rủi ro nó cũng không ở mức cao. Trong lịch sử thì các cổ phiếu mà đầu tư dài hạn như kiểu là Phát hay FPT hay là đấy, thì hầu hết là khi mà thị trường có những giai đoạn sụt giảm thì 2022 thì đều có tuy chịu ảnh hưởng chung nhưng mà sau đấy là sẽ là tăng trưởng lại rất là nhanh. Thế nên anh chị chú ý là mình chuyển dịch dòng vốn đầu tư sang. Còn những cái cổ phiếu mà mid cap kết quả kinh doanh yếu yếu một chút chẳng hạn thì nó sẽ khó là về cái đỉnh cũ hồi xưa như là DG hay là các kiểu cổ phiếu mà đầu cơ bất động sản hồi xưa chẳng hạn thì nó cũng chỉ bây giờ lại khó quay lại cái vùng 2022 sau khi cổ phiếu về có kết quả kinh doanh tốt chẳng hạn như FPT này, CTR chẳng hạn thì đều đã vượt cái các đỉnh hồi xưa rồi. Đấy thì anh chị nên chú ý vào điều đấy. Và về bối cảnh thế giới thì hiện tại trong thời gian gần đây thì có thế giới có một số thông tin về cái tỷ lệ thất nghiệp ở cái ngày ra mà tỷ lệ thất nghiệp thì VN-Index giảm sâu ấy, thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ấy,
là đó, họ đang kỳ vọng là Fed phải đưa ra một cái mức giảm lãi suất khẩn cấp vì cái thị trường có khả năng là đang rơi vào suy thoái, thì ngay lập tức là toàn thế giới đều bị bán tháo rất là mạnh. Tuy nhiên là đấy cũng chỉ là một cái tiêu chí trong cái bộ đánh giá của Fed thôi để giảm lãi suất thôi. Fed còn liên quan đến số lạm phát hay chỉ số về GDP, là ba cái chỉ số mà quan trọng thôi. Thì hiện tại mới là một chỉ số và nó phải duy trì ít nhất là trong một quý thì Fed mới bắt đầu là có mức có hành động được. Với chỉ một tháng thì giả dụ tháng này thì lệ thất nghiệp có tăng cao so với dự tính, nhưng mà tháng sau thì lệ thất nghiệp lại về bình thường thì lại thị trường nó lại phản ứng ngược lại. Đây thể hiện là cái điều mà thị trường nó phản ứng quá đà với các thông tin. Thường thì khi ở cái giai đoạn mà thị trường gặp một cái vùng cản thì việc phản ứng quá đà này nó là bình thường. Thì nếu mà thị trường yếu thì nó sẽ bị những cái phiên bán tháo như vậy. Điều này nó cũng thể hiện là hiện tại thị trường đang thể tiềm ẩn nhiều cái yếu tố bất ổn. Nói riêng về thị trường Việt Nam thì với áp lực tỷ giá nó đã giảm bớt thì cái lượng mà ngân hàng nhà nước có hút tiền về để mà kiểm tỷ giá thì nó sẽ không còn mạnh nữa, thì cũng giảm bớt được cái lượng mà áp lực lên chính sách tiền tệ. Tuy nhiên thì hiện tại là cái lãi suất ngân hàng đang tăng từng ngày do các ngân hàng đang đẩy mạnh cái việc mà huy động vốn, là cái lãi suất tiết kiệm nó đang tăng trong một hai tháng gần đây, là tăng khoảng 1 đến 2% ở các ngân hàng anh chị đi gửi tiền đấy, thì nó sẽ tạo áp lực lên cái dòng vốn vào thị trường khoán. Cái dòng vốn nó sẽ rút bớt sang một phần sang các kênh gửi tiết kiệm hoặc các kênh có lãi suất tốt tốt hơn như bên chứng khoán. Thì trong giai đoạn gần đây, trong khoảng 3 tháng gần đây chẳng hạn, như anh chị gửi đầu tư chứng khoán chẳng hạn, thì cái thị trường chứng khoán nó chỉ là đi ngang trong quanh vùng này thôi, là nó hầu như nó không biến động gì nhiều cả, thì nó sẽ không tạo ra cái biên lợi nhuận, nhà đầu tư sẽ khá là chán nản. Chưa kể là những cái trường hợp thua lỗ thì cũng sẽ quay về gửi tiết kiệm, nên cái lượng giao dịch giai đoạn này khá là thấp. Một phần là nhà đầu tư nước ngoài họ cũng bán liên tục thì họ mất cái lượng vốn dần, thì cái thanh khoản mình có thể để ý trong thời gian gần đây là thanh khoản nó có xu hướng là giảm dần đều đấy. Nếu mà có lượng tiền mới thì VN-Index đấy chỉ khá dĩ là đi ngang, còn xu hướng chung thì nếu mà khi mà lượng bán nó tăng lên ấy, thì cái VN-Index nó sẽ phải điều chỉnh đến cái vùng tiếp theo. Trên đồ thị thì có khả năng nếu mà VN-Index mà thủng sâu về vùng 1150 chẳng hạn, thì VN-Index có thể sâu về tận về 1000, nên chị chú ý nhé. Thì khi ở cái giai đoạn sắp tới thì nếu thị trường hồi phục lên vùng cản của mà 20 là 1230 chẳng hạn, thì nếu mà lên vùng đấy mà còn có phiên bật mạnh lên những cái phiên như thế này chẳng hạn, phiên ở đây chỉ để một cây nến tăng khá mạnh là vượt có gáp luôn, để vượt qua cái khỏi chân giảm thì có khả năng là VN-Index sẽ quay lại xuyên thủng vùng 1200. Nếu anh chị chú ý thì chiến lược chung thì anh chị vẫn nên là hạ bớt các cổ phiếu mà có lượng margin cao chẳng hạn, hay dùng margin thì nên dần dần hạ bớt tỷ trọng ở nhịp hồi và tập trung lại ở các cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh tốt để giảm thiểu rủi ro. Thì hôm nay em vừa cập nhật tình hình thị trường ngày mùng 7 tháng 8. Thì chúc anh chị đầu tư thành công và hẹn gặp lại anh chị trong thời gian tới. Anh chị cần mở tài khoản thì có thể liên lạc em theo số điện thoại 0986 344 056. Chúc anh chị đầu tư thành công.